Kính chào quý khách, đây là mẫu sản phẩm động cơ 1 pha GMIC xuất khẩu châu Âu của Minh Motor. Dưới đây là mẫu sản phẩm động cơ 1 pha chân đế. Đây là sản phẩm động cơ 1 pha mặt bích B35. Đây là mẫu sản phẩm động cơ mặt bích B14. Đây là bảng thông số hình học của motor điện 1 pha 0,18 kW, 1/4 ngựa, 1/4 HP, tốc độ 1450 vòng 1 phút. Có mã sản phẩm là 71. Ở đây, tâm đỗ đế ngang trục ký hiệu là A bằng 80mm, chính là khoảng cách từ vị trí tâm đỗ này sang vị trí tâm đỗ này. Tâm đỗ đế dọc trục ký hiệu là B bằng 80mm, chính là khoảng cách từ tâm đỗ này sang tâm đỗ này. Đường kính trục D bằng 14mm. Đường kính ngoài mặt bích P bằng 160mm, chính là khoảng cách này tới khoảng cách này. Tương tự như vậy, quý vị có thể xem bất kỳ thông số nào mà quý vị muốn, ví dụ như rãnh cavec bằng 5mm, hay đường kính thân motor bằng 136mm, hay là tổng chiều dài thân bằng 250mm. Xin cảm ơn.